Chào bác sĩ, tôi 36 tuổi. Mấy năm gần đây chân tôi thường xuyên bị nứt nẻ, nhất là vào cuối đông, đầu xuân. Tôi đã bôi rất là nhiều thuốc nhưng mà không khỏi. Có đợt nứt nẻ tới chảy máu ở các đầu ngón chân. Xin hỏi bác sĩ là tôi bị bệnh gì và cần chữa như thế nào ạ? À đây đúng là khô da mùa đông rồi, gió mùa nắng bắc tràn về rồi, thì cái món nứt chân, khô da ở trên mặt, ở những vùng hở nhất định sẽ xảy ra. Đặc biệt các bạn nào, chị em nào ở các tỉnh phía Bắc, mà đặc biệt là miền núi phía Bắc, rất hay bị. Và ta nên dùng một số các cái sản phẩm mà giữ ẩm. Và chúc là chị sẽ sớm tìm được phương pháp tốt nhất để điều trị cho bàn chân của mình đỡ bị đau nhức khi mùa đông đến.